Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Con tum trực tiếp chỉ đạo xử lý nghiêm hoạt động phá rừng. Ngày 28 tháng 4 năm 2020, phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có bài phản ánh nạn phá rừng vẫn diễn ra vô cùng phức tạp, đi sâu vào tâm lõi các khu rừng, mới thấy sự tàn phá của lâm tặc với dấu vết còn rất mới, có dấu hiệu bao che của chính quyền địa phương tại tỉnh Con tum. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý nghiêm hoạt động phá rừng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định của pháp luật về lâm nghiệp.